Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Phước Sửu và Tuyết Dung đang có mặt tại một dự án căn hộ rất là đẹp tại đại lộ Bình Dương, không chị Tuyết Dung? Đúng rồi, dự án có tên là Rivana. Rivana, Thuận An, Bình Dương. Nơi đây thì có một dòng căn hộ với một mức giá khá thấp chị Tuyết Dung ạ. Mức giá như thế nào chị Tuyết Dung có thể là bật mí cho cả nhà biết được hay không? Rồi, ok. Đây là một cái căn hộ là với cái mức giá và tốt nhất trong khu vực luôn đó mọi người, là 36 triệu trên một mét vuông. Bàn giao là full nội thất cao cấp nè, được tặng phí quản lý nè. Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh là 2,5 km. Chính xác, một vị trí khá đẹp. Ở tại đây thì mới với một khoảng cách là chỉ vài trăm mét là cách là một cái dòng sông Sài Gòn cực kỳ thơ mộng và hiền hòa, và đồng thời đối diện với một cái ủy ban nhân dân của phường, không chị? Đúng rồi. Một vị trí khá đẹp và một cái tiềm năng đầu tư cực kỳ tốt, và trong khi cái mức giá cho thuê ở đây cực kỳ cao. Và một điều đặc biệt là chị Dung biết được cái căn hộ này là đã bàn giao và nhận nhà chưa? Căn hộ này bây giờ mà khách hàng mua là mình vào mình thanh toán 10% là có thể nhận nhà ở ngay. Và tháng 12 này là chủ đầu tư cũng là ra làm sổ hồng cho quý khách hàng khi mua dự án ở đây luôn. Chính xác, chỉ còn 7 ngày nữa là mình có thể nhận sổ hồng trên tay. Và một cái điều đặc biệt là chủ đầu tư ở đây là đang hỗ trợ ân hạn lãi gốc luôn cho khách hàng cho đến là 2 năm trời luôn, không chị? Đúng rồi. Tức là mình mua nhà ở đây mình có thể vừa ở mà 2 năm sau mình mới trả thêm tiền, hoặc là có thể là cho thuê ngay luôn đó, được đó Phước Sửu. Rồi, cảm ơn nha chị Tiến Dung. Rồi bây giờ là Phước Sửu và chị Tiến Dung cùng vào bên trong để khám phá căn hộ này, xem cái căn hộ này có phải là thực sự đẳng cấp như mà cái lời đồn của khách hàng mà ở đây rất là nhiều chốt tộc ngay tại chỗ, phải không chị ha? Đúng rồi, ok. Rồi.